Bây giờ có bị muốn Nam Quy hát nhập mùi không? Thêm bài nữa nha. Thêm bài nhập mùi nữa đi. À, xin mời nhạc cho em bài hát là Nhớ Người Yêu. Sao ra sớm vậy? Ban tổ chức trong ghi trong đây là anh hát 4 bài. Ôi vậy hả? Dạ. Vậy là rồi, bây có hát 4 bài thì sao? Nãy giờ mới có 3 bài. Mới có 3 bài. À vậy thôi em đi vô. Em đi vô. Dạ em hối hả? Rồi em đi vô. Dạ. Đẹp quá, đẹp quá anh đi vô. Chứ ở đây anh run tay chân anh hát không được nữa. Bởi vậy quý vị thấy không, có một người đẹp như vậy ra thì người đẹp và Đăng Nguyên bị run lắm, đứng gần người đẹp Đăng Nguyên hay bị run lắm. Mà quý vị thấy Đăng Nguyên hay hát những cái bài thất tình đó, quý vị thấy là Đăng Nguyên chắc là cũng yêu đương nhiều lắm đó quý vị. Nhưng mà không, Đăng Nguyên chung thủy. Đăng Nguyên chung thủy là lý do tại sao Đăng Nguyên nói cho quý vị biết. Tại vì người yêu của Đăng Nguyên đang có ở đây. Quý vị biết người yêu của Đăng Nguyên là ai không ạ? Tất cả mọi người ở đây đó là người yêu của Đăng Nguyên. À, Đăng Nguyên rất là trung thủy, chỉ yêu một người yêu của mình thôi. À, và sau đây để tặng cho tất cả những người yêu của mình bài hát của Ban Cơ Đề là Nhớ Người Yêu. Thank you Ban Cơ Đề. Biển trời nào mà không xanh thì xin em.
cô nhân vật rất là nhiều. I love you. Kính thưa quý vị, nam ca sĩ Đan Nguyên đã vừa hát 5 bài. Em ở trong đang nghĩ hoài, nói chẳng lẽ em chích Covid, tức là bây giờ em bị quên. Nhưng mà em ngồi em đếm lại, đầu tiên là cảm ơn, sau đó là ngày em đi, sau đó nữa là sáng tác mới của Trúc Hồ, sau đó là I get myself for loving you, và sau cùng là lại nhớ người yêu. Là mấy bài quý vị? 5 bài. Nhưng mà em không trách anh Đan được, bởi vì em đứng ở trong, em nhìn màn hình, em đã biết lý do tại sao anh muốn hát tiếp. Kính thưa quý vị, bởi vì ở dưới này là mấy chị đẹp quá mà ảnh đi xuống vòng vòng dưới này ai cũng ôm ổng hết trơn, làm sao mà muốn đi vô được. Cho nên chân lý không phải tại anh Đan, mà tại mấy chị đó. Ai hiểu mấy chị đẹp quá thì chi, sao ổng không chịu đi vô. Và xong sau đó em nhận ra một chân lý nữa, kính thưa quý vị, em nhận ra là khán giả ồn em đồ mê trai đẹp. Em nói có đúng không ạ? Dạ. Em biết quý vị mê trai đẹp và quý vị cũng mê gái đẹp, cho nên bây giờ em biết thân biết phận, em sẽ đi vô, em giới thiệu cho lẹ để cho một cô gái đẹp xuất sắc ra sân khấu hát cho quý vị nghe. Nhưng mà bởi vì em lãnh lương MC nên em có nhiệm vụ gửi tới quý vị một tiết mục vô cùng đặc sắc, được đầu tư vô cùng công phu. Kính thưa quý vị, đó chính là tiết mục quảng cáo bán vé số.